sinh Sơn La có bị hủy bỏ kết quả thi khi dữ liệu bị mất tích? Dữ liệu gốc các bài thi bị mất tích khiến tỉnh Sơn La buộc phải công nhận số điểm chưa chấm thẩm định của các thí sinh để xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, thông tư về ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, điều 49 mục 5 ghi rõ, sửa chữa thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài sẽ bị hủy bỏ kết quả thi. Chia sẻ với phóng viên báo về các vụ việc gian lận điểm thi tại Hà Giang, Sơn La, thầy giáo Nguyễn Văn Thuật, trưởng bộ môn địa lý Đại học Đồng Nai cho rằng cần phải làm rõ tư cách của người quản lý và tư cách làm thầy. Rõ ràng, trong trường hợp tại Hà Giang, tư cách của người quản lý có vấn đề chứ không phải là người thầy giáo. Việc các đối tượng tha hóa tiếp tay cho gian lận cần phải được điều tra xác minh để làm rõ có hay không một đường dây, không thể chỉ là một vài cá nhân mà phải có tổ chức rõ ràng thì việc gian lận mới xảy ra nhuần nhuyễn như vậy. Suốt 2 tuần qua, những bê bối về thi cử tại Hà Giang và Sơn La khiến các thí sinh hoang mang, phụ huynh lo lắng, dư luận sửng sốt khi các gương mặt xấu xí của những người làm trong ngành giáo dục tại Hà Giang, Sơn La lộ diện như ông Vũ Trọng Lương, Nguyễn Thanh Hoài. Tại Hà Giang, hơn 330 bài thi của 114 thí sinh đã được chỉnh sửa, trong đó có bài thi chênh tới 20 điểm so với điểm gốc khiến nhiều người đau lòng. Tại Sơn La, 29 bài thi ngữ văn có dấu hiệu bị sửa chữa, nhiều bài thi trắc nghiệm có dấu hiệu can thiệp sau khi niêm phong. Hiện tại, dữ liệu gốc còn bất ngờ mất tích khiến điểm số các thí sinh này vẫn chưa thể quay về con số thật. Một khi điểm thi bị thao túng sẽ tạo ra sự đảo lộn nghiêm trọng trong triết lý giáo dục và những hệ lụy không lường trước cho xã hội. Vì vậy, những hành vi như mua điểm bán điểm cần bị lên án mạnh mẽ và xử lý hình sự, thầy Thuật nhấn mạnh. Nói về việc dữ liệu gốc của các bài thi tại Sơn La bị mất tích khiến tỉnh này buộc phải công nhận số điểm chưa chấm thẩm định của các thí sinh để xét tốt nghiệp, thầy Thuật cho rằng quyết định này cần phải được cân nhắc kỹ. Cụ thể, tại thông tư về ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, điều 49 mục 5 ghi rõ. Hủy bỏ kết quả thi đối với những thí sinh có 2 bài thi trở lên bị điểm 0 do phạm lỗi quy định tại điểm giờ khoảng 4 của điều này. Viết vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi. Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức. Sửa chữa thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài, dùng bài của người khác để nộp. Vì vậy, nếu xét có dấu hiệu tẩy xóa sửa bài thi của thí sinh tại Sơn La trước khi bài thi này được scan để gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo, toàn bộ các thí sinh có bài thi bị sửa có khả năng sẽ bị hủy bỏ kết quả thi. Sẽ khôi phục được dữ liệu bài thi của Sơn La. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho hay, các bài thi tại Sơn La không lưu được file gốc, mà file đã ghi đè lên nhưng vẫn có thể khôi phục lại. Còn ở Hà Giang, các bài thi của thí sinh vẫn còn trong file gốc, nên hội đồng chấm thẩm định đã in toàn bộ kết quả rất rõ ràng. Sáng ngày 24 tháng 7, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, đã chia sẻ với báo chí xoay quanh bê bối gian lận thi trung học phổ thông quốc gia 2018 vừa bị phanh phui. Ông Độ cho biết, năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo thống nhất tất cả các địa phương sẽ được công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia từ 0 giờ ngày 11 tháng 7. Sau khi công bố điểm vào buổi sáng đến chiều ngày 11 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo tiến hành phân tích phổ điểm và nhận thấy một số thành phố lớn có số điểm cao không nhiều, trong khi đó một số tỉnh có phổ điểm không cao nhưng kết quả thi lại cao. Như vậy, đã có dấu hiệu bất thường trong điểm thi. Sau khi nghe thông tin phản ánh về hiện tượng điểm thi bất thường ở Hà Giang, sáng ngày 12 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo có công văn yêu cầu tỉnh này rà soát lại quy trình chấm thi, xem xét có dấu hiệu vi phạm hay không. Ngày 13 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo nhận được văn bản báo cáo từ tỉnh Hà Giang về kết quả rà soát, thấy có một số dấu hiệu bất thường. Đó là việc phát hiện ra ông Nguyễn Thanh Hoài, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng của Sở Giáo dục Đào tạo đưa chìa khóa cho ông Vũ Trọng Lương, phó phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, để ông Lương lấy túi bài thi về phòng mình. Đây là dấu hiệu nghiêm trọng, vi phạm quy chế thi. Vì vậy, sáng ngày 14 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo đã lập tổ công tác
trực tiếp lên Hà Giang, hỗ trợ hội đồng thi của tỉnh, tìm hiểu sự việc. Ông Độ cho hay. Cũng theo ông Độ, chiều ngày 13 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Phùng Xuân Nhạ, đã gọi điện trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, thông báo và đề nghị hỗ trợ. Tới chiều ngày 14 tháng 7, đoàn công tác của Bộ đã có mặt tại Hà Giang, trực tiếp tham gia và phối hợp. Sau 2 ngày tìm hiểu, tới ngày 17 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo phát hiện có sự gian lận nghiêm trọng và vi phạm quy chế thi ở địa phương này, nên Bộ chính thức lập hội đồng chấm thẩm định bài thi, chuyển tổ công tác lên trước đó. Theo quy chế, hội đồng chấm thẩm định có quyền quyết định cuối cùng về điểm thi của thí sinh. Rất may, tổ công tác lên kịp thời, nên toàn bộ máy tính, máy chấm trắc nghiệm, bài thi theo quy trình làm là được niêm phong. Về quy trình chấm thi, ông Độ cho biết, sau khi đưa bài thi vào trong máy để quét ảnh, quét xong sẽ có lệnh để in ra file test. Đây là file ghi lại toàn bộ phương án trả lời của thí sinh. File test này được gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo để lưu lại CD1. Sau đó, Bộ mới cho lệnh để các đơn vị được quyền chỉnh sửa trên file test này. Sau khi sửa xong, đơn vị gửi file test này về Bộ CD2. Bộ Giáo dục Đào tạo lưu đĩa CD, đến khi sửa xong, Bộ mới đưa cho các địa phương làm đáp án chấm. Ông Độ cho hay. Ông Độ cho rằng, ở trên Sơn La, máy không lưu được bản gốc mà đã ghi đè lên, nhưng với file test bị lưu đè thì vẫn có thể khôi phục lại. Còn ở Hà Giang, toàn bộ điểm thi của thí sinh vẫn còn trong file gốc và chưa bị ghi đè lên, nên khi chấm thẩm định, tổ công tác đã in lại toàn bộ kết quả của Hà Giang. Ông Độ cho rằng, quan điểm của Bộ Giáo dục Đào tạo kiên quyết đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, không có vùng cấm. Sau sự việc xảy ra ở Hà Giang, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục nhận được thông tin, đồng thời qua phân tích phổ điểm, Bộ trưởng quyết định thành lập 2 tổ công tác đi Sơn La và Lạng Sơn. Hiện tại, đã thông báo kết quả ở Sơn La. Bộ cũng đã rút kinh nghiệm trong việc chấm và công bố điểm. Đồng thời có công văn gửi tất cả các địa phương, yêu cầu rà soát lại việc chấm thi và thành lập 3 tỉnh chấm thẩm định. Chúng tôi chọn 3 tỉnh, Hòa Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, cho 3 vùng miền và cho thấy 3 tỉnh này thực hiện đúng quy chế. Ông Độ nói. Ông Độ cho rằng, quy trình chấm thi rất chặt chẽ, nếu các địa phương đảm bảo đúng quy trình chặt chẽ thì đảm bảo kỳ thi khách quan, công bằng. Ở môn ngữ văn, do phụ thuộc vào trình độ giáo viên, nên chấm chệnh lệch 0.5 điểm tới 0.25, còn với các môn thi trắc nghiệm, máy tính chấm, nên đảm bảo chính xác. Tuy nhiên ông Độ cho rằng, sau sự việc xảy ra, Bộ Giáo dục Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm và thấy cần phải soát lại quy trình chấm thi và sẽ có sự điều chỉnh trong năm tới. Trước câu hỏi về việc tổ chức lại kỳ thi 2 trong 1, ông Độ cho biết, sau tổ chức kỳ thi, năm 2017, Chính phủ đã đồng ý cho Bộ Giáo dục Đào tạo ổn định kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Trong 3 năm, 2018, 2019, 2020. Vì vậy, sau 3 năm này, sẽ có sự điều chỉnh. Chúng tôi trân trọng tiếp thu ý kiến, và thấy rằng, đây là vấn đề được quan tâm. Về ý kiến, nên để việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, và cấp bằng Trung học Phổ thông, bằng cách giao cho địa phương là một hướng mà Bộ đang nghĩ đến. Xác minh tiêu cực thi cử nửa vời thì chỉ gieo thêm hoài nghi. Việc vào cuộc rà soát xác minh thông tin 35 bài thi của các chiến sĩ cảnh sát cơ động có điểm cao bất thường là rất tốt, nhưng nếu chỉ làm nửa vời thì vô cùng nguy hiểm. Bê bối gian lận tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại Hà Giang đang được người dân trên cả nước quan tâm dõi theo. Giờ đây, việc điều tra xử lý không đơn thuần là đưa những kẻ cố tình vi phạm ra để kết tội, mà quan trọng hơn là lấy lại niềm tin cho hàng triệu thí sinh và dư luận vào một kỳ thi cấp quốc gia. Những đứa trẻ vừa trải qua kỳ thi căng thẳng cần nhận lại sự công bằng. Minh bạch điểm thi của 35 chiến sĩ cảnh sát cơ động. Trong bất cứ công việc nào, ngành nghề nào, việc dùng quyền lực, kim tiền để can thiệp thay đổi kết quả đều là vô lương. Những ngày qua, sự vô lương ấy lại xảy ra trong ngành giáo dục, nơi gieo chữ trồng người, nơi mà nhân cách con người luôn được đặt lên hàng đầu. Hết Hà Giang giờ đây nghi vấn về bê bối nâng sửa điểm lại lan ra Sơn La, Lạng Sơn. Điển hình là mấy ngày qua, dư luận đang đổ dồn ánh mắt đến 35 thí sinh có điểm thi cao bất thường của các chiến sĩ cảnh sát cơ động tại Lạng Sơn.
Việc vào cuộc rà soát xác minh thông tin 35 bài thi của các chiến sĩ cảnh sát cơ động có điểm cao bất thường là rất tốt, nhưng nếu chỉ xác minh kiểu nửa vời để trấn an dư luận rồi dừng lại là điều vô cùng nguy hiểm. Nó khiến dư luận hoài nghi đặt câu hỏi tại sao vụ việc ở Hà Giang làm quyết liệt mà sự việc ở Lạng Sơn liên quan đến công an lại không được làm đến cùng, phải chăng có sự tác động nào đó khiến sự thật không được đưa ra ánh sáng? Nghi vấn làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của ngành công an. Đã từ lâu, bất cứ thông tin nào liên quan đến công an rất nhạy cảm, công an được xem là lực lượng chấp pháp, những người tuyên chiến với tệ nạn tiêu cực. Nếu 35 chiến sĩ cảnh sát cơ động kia điểm cao do làm bài thi tốt thì phải minh oan cho họ trên phương tiện thông tin đại chúng. Vướng vào nghi vấn gian lận, chịu áp lực từ dư luận, tâm lý họ sẽ không tốt, khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu có sự ưu ái, nâng, sửa điểm, Bộ Công an phải vào cuộc tìm rõ động cơ, mục đích là gì, ai là người nâng điểm, việc nâng điểm được thực hiện như thế nào. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sơn La, Bộ Giáo dục Đào tạo phải rốt ráo rà soát lại quy trình thi bảo mật đề, bảo mật chấm thi tại Lạng Sơn, đặc biệt là nơi 35 chiến sĩ cảnh sát cơ động thi có an toàn, các bài thi có bị tẩy xóa, sửa chữa hay không. Gặp bất cứ vấn đề khó khăn, Bộ Giáo dục Đào tạo có thể đề nghị Bộ Công an phối hợp làm rõ. Lâu nay có tình trạng trong nhiều sự việc chúng ta xử lý cho có, xử lý theo kiểu vuốt mặt nể mũi, nhưng lần này chúng ta không được phép như vậy, đừng bao giờ thả vào tâm lý của người dân một sự nghi ngờ, rồi để đó nó sẽ làm nổi ám ảnh đối với người trong cuộc và cả dư luận. Ở một khía cạnh khác, nghi hoặc là con dao chặt đứt niềm tin của học sinh, những người làm chủ tương lai đất nước. Tiêu cực thi cử, hậu quả khủng khiếp hơn cướp của giết người. Tiêu cực thi cử ở Hà Giang, theo tôi, là vụ việc tồi tệ nhất đối với ngành giáo dục trong hàng chục năm qua. Một số công chức thoái hóa, biến chất, những con sâu trong ngành đã chà đạp lên luật pháp và đạo đức nghề giáo. Nếu vụ lừa dối tay đền này trót lọt thì sao? Câu chuyện tiêu cực sẽ giống như một con tàu bon bon trên đường ray, không thể nào dừng lại. Phụ huynh bỏ tiền chạy cho con qua kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ tiếp tục chạy tiền để những đứa trẻ có thể trụ được ở giảng đường, bởi không kiến thức làm sao có thể theo học. Hậu quả về mặt xã hội của nó còn khủng khiếp hơn tội cướp của giết người. Sau 4 năm, những sinh viên bước vào giảng đường đại học bằng tiền sẽ ra trường với tấm bằng trên tay. Họ tiếp tục được gia đình đưa sức để trà trộn vào cơ quan công quyền. Trong số đó, có thể có hạt nhân lãnh đạo trong tương lai và những cán bộ không chuyên môn, kỹ năng, mang tim đen sẽ phá vỡ toàn bộ cấu trúc quyền lực lành mạnh của quốc gia. Thế hệ này chạy điểm cho thế hệ sau chạy điểm cho thế hệ tiếp. Viễn cảnh lúc đó thật đau lòng. Đến nước này, Bộ Giáo dục Đào tạo phải nhanh chóng rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình tổ chức thi trung học. Quan điểm cá nhân tôi cho rằng, việc gian lận có lẽ không chỉ dừng lại ở một địa phương. Nếu sự việc xử lý không thỏa đáng, triệt để, rất có thể chúng ta sẽ có một thế hệ sẵn sàng thỏa hiệp với gian lận, lừa dối, hòng giật lấy thành công.